khẩu với cây. Test trên cục nhạy 6 pro. Rồi test càng thử cho anh em nghe nha. Cái này là chế độ bóp bình thường anh em, tắt nhạy là bóp bình thường nha. Tắt nhạy là bóp bình thường nè. Cái này là độ đích chứ không phải là chỉnh âm nha anh em.